Giờ mình bán hàng với nhau, mình nhanh gọn lẹ đi. Coi sẵn hồ khách, tôi xài bộ kem mặt của tôi đi, rồi mấy bà hãy quyết định mua hay không. Để mà tôi sức nhiêu đây nữa thêm nữa là tôi đẹp đó, theo tin đó, tôi bảo đảm luôn á. Cái hộp hộp, nó nổi hộp hộp rồi mà sức tôi nó lặn luôn á. Ừ, sức lặn nó luôn. Nó nổi luôn á, nó nổi cục 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 đều hết trơn như chứ hai bàn tay á. Mà sức rồi bây giờ nó lặn xuống hết trơn. À, là có nghĩa là lúc trước là da của mình bị nổi hộp hộp cục cục. Đúng rồi đó. Tại nó khô quá nó nổi gì đúng không? Nó nổi nó cộm cộm vậy đó. Mà sức rồi cái nó lặn xuống ngộ thiệt. Phụ nữ độ tuổi nào cũng cần đẹp. Mà bữa nay tại sao tôi quá là hạnh phúc? Tại vì cô này là một làn da cực cực kỳ khó. Những đốm nám đồi mồi của mấy bà đã là cái gì, nhưng với cô của tôi đây, đã cô khách này của tôi thâm nám sạm hết luôn. Bây giờ da đẹp hơn những người mà cùng trang lứa là chuyện đương nhiên rồi. Đó mấy bà, thâm nám mụn tàn nhang, da không điều màu. Tại sao cái bộ kem mặt của nhà Như bán 7 năm mà 7 năm trời nó hot hoài? Tại vì khách xài người ta hiệu quả. Những cái làn da khó như vậy bên Như còn xử lý được, thì những vết đồi mồi nhẹ, những vết nám mảng sau sinh, những vết đốm nâu li ti do đi nắng nhiều không bảo quản kỹ thì đã là gì? Mấy bà cứ để lại thông tin bên dưới, tôi sẽ tư vấn nhiệt tình cho mấy bà và đảm bảo là da mấy bà đẹp khỏi chê.